Chào mừng anh em quay trở lại kênh. Hôm nay mình lên bàn gà mã số 127. Đó, bàn gà này thì đã thuần, rất là thuần và dạn người rồi nha. Bao rừng, bao mọi địa hình luôn. Thả ra là gáy, vỗ cánh và túc mái rất là ok. Và là chỉ có 8 lạng thôi, mini 8 lạng thôi. Nói chung là rất là đẹp. Bạn ấy thì đang thay mấy cái lông cổ thôi, mà thả ra rừng là vỗ cánh và đạp mái là túc mái là rất là ok. Anh em xem kỹ video thì sẽ thấy được được nét chơi của bạn ấy như nào. Thì hình thức thanh toán và mua gà thì cũng như mọi lần thôi, mình cũng nói tiếp để anh em biết, vì một số anh em mua bị lừa rồi đó, cho nên anh em vẫn còn e ngại đó. Trước khi ấy thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ một chút. Thì anh em xem gà ưng thì điện lại cho mình và nói mã số, sau đó chuyển khoản cho mình và mình sẽ gửi gà, anh em sẽ đưa tiền ship cho nhà xe thôi. Rồi chúng ta cùng nghe giọng gáy và cái nét của bạn ấy chơi như thế nào nhé. Rồi cảm ơn anh em đã xem video. Anh em mà con này mà không ưng thì anh em đăng ký kênh để mình sẽ đăng những video tiếp theo lên, để anh em chọn lựa cho mình được một con gà ưng ý nha. Rồi chào anh em nha.
Để cho nó